Vụ nổ ở Bắc Ninh những chuyến xe chở đạn trong đêm Theo người dân, cách đây hơn chục năm, xưởng phế liệu của gia đình ông Tiến tại thôn Quang Độ, xã Văn Môn đã bắt đầu thu gom mua các loại đầu đạn khác nhau. Hàng đêm, người dân bắt gặp những chuyến xe chở đầu đạn về, đổ tại xưởng của ông Tiến. Hoang mang vì hàng xóm chở cả xe tải đạn về trong đêm là một người hàng xóm của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, chủ xưởng phế liệu gây ra vụ nổ rạng sáng ngày 3 tháng 1 tại thôn Quang Độ Bắc Ninh, làm hai người chết. Anh Nguyễn Anh Khoa, 33 tuổi cho biết, xưởng phế liệu của gia đình ông Tiến nằm liền kề với gia đình nhà anh, có chứa đầu đạn và các vật liệu gây nổ đã bị lực lượng chức năng niêm phong vào trưa ngày 3 tháng 1 cách đây gần chục năm gia đình tôi có chuyển ra ngoài mặt đường tại thôn quang độ thì đã thấy có xưởng phế liệu của gia đình nhà ông tiến sẵn rồi cứ cách khoảng một thời gian là tôi lại thấy xe chở đầu đạn về khu xưởng phế liệu này của ông tiến có lúc thì vào ban ngày nhưng chủ yếu là vào buổi tối hoặc đêm vị hàng xóm liên kề với khu xưởng phế liệu của ông tiến cho biết Cùng theo Anh Khoa, sau khi thu mua đầu đạn về xưởng phế liệu, ông Tiến phân chia ra các loại với nhau, rồi cho công nhân tại xưởng tiến hành bóc tách các loại vỏ đạn, đồng ra để bán, còn các loại vật liệu khác bằng sắt thì vận chuyển bớt vào trong nhà kho phía trong thôn nơi xảy ra vụ nổ rạng sáng ngày 3 tháng 1. Chắc ông Tiến cũng lo ngại về việc thu mua và chứa quá nhiều đầu đạn cùng vật liệu dễ gây nổ nên đã chuyển bớt chúng vào trong khu nhà kho phía trong thôn, Anh Khoa phán đoán nói về việc vận chuyển đầu đạn và phân loại các vật liệu dễ gây nổ về kho phế liệu của ông tiến anh khoa cũng chia sẻ bản thân cảm thấy khá lo lắng vì các loại đầu đạn đó có thể vẫn còn chất phát nổ phía trong để tìm hiểu rõ hơn về việc chính quyền quản lý việc thu mua các loại phế liệu đạn dược chất dễ gây nổ phóng viên có cuộc trao đổi với trưởng thôn quan độ đương nhiệm ông nguyễn văn lý ông lý cho rằng bản thân chính quyền thôn và người dân xung quanh không thể biết Hộ kinh doanh buôn bán tàn trữ cả một kho đạn như thế. Các hộ dân trong thôn thường mua phế liệu về rồi tự phân loại sắt, đồng, nhôm, nhựa và sau đó bán lại cho các cơ sở tái chế. Cũng thường thấy có hộ đưa cả tên lửa SAM2, xe tăng, cánh máy bay và cả những động cơ máy cỡ lớn về, nhưng không thể ngờ họ liều lĩnh đưa hàng tán bom đạn về để giữa thôn như thế, ông Lý cho hay Vụ nổ ở Bắc Ninh, xưởng ông Tiến từng nổ chết người hơn 10 năm trước. Hơn 10 năm về trước, một vụ nổ tương tự tại thôn Quan Độ, Bắc Ninh đã khiến một người tử vong. Vụ nổ năm đó cũng xảy ra trong khu xưởng do chính ông Nguyễn Văn Tiến làm chủ. Vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào sáng ngày 3 tháng 1, khiến nhiều người thương vong và hàng chục ngôi nhà bị phá hủy sang bằng. Người dân thôn Quang Độ mới giật mình nhớ lại, cũng tại chính nơi này, xưởng của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến hơn 10 năm về trước xảy ra một vụ nổ tương tự làm một người chết. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Viễn, 75 tuổi, nguyên trưởng thôn Quang Độ cho hay, cũng tại cơ sở này hơn 10 năm về trước, anh Nguyễn Văn Trung sinh năm 1974, người cùng làng làm việc cho gia đình ông Tiến, đã tử vong sau một vụ nổ tương tự. Vụ việc xảy ra vào năm 2006, ông Tiến từng có một xưởng chứa phế liệu nằm trên khu vực đê làng cách vụ nổ mới đây, khoảng 500 mét. Vụ nổ năm đó đã khiến cho anh Trung, người làm công nhà ông Tiến tử vong, ông Viễn chia sẻ. Bà Trần Lự, mẹ anh Trung kể, vào trưa ngày 17 tháng 8 năm 2006, trong lúc làm việc tại xưởng nhà ông Tiến, một vật liệu trong xưởng đã phát nổ làm con trai bà tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, dù được đưa đi cấp cứu trên bệnh viện tỉnh, nhưng do vết thương quá nặng, con tôi đã không qua khỏi. Con trai tôi và ông Tiến lại là anh em đồng hao, nên sau đó gia đình cũng không muốn làm lớn chuyện, bà Lữ nói. Cũng theo người dân trong thôn quan Độ, sau lần nổ đó, dân làng không ai dám thu mua buôn bán các vật liệu dễ gây nổ nữa. Tuy nhiên, xưởng nhà ông Tiến vẫn tiếp tục thu mua và sự cố tan thương cách đây hơn 10 năm đã lặp lại. Sau vụ nổ khiến hai người thiệt mạng vào trưa ngày 3 tháng 1 tại thôn Quang Độ Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh, chủ kho phế liệu Nguyễn Văn Tiến, 54 tuổi, bị khởi tố ngay sau đó về hành vi tàn trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nổ lớn ở Bắc Ninh đạn nhiều như thóc gom cả ngày không hết. Đến 15 giờ chiều nay, cơ quan chức năng cùng người dân đã thu gom được hàng trăm kg đạn, đạn phủ kính sân nhà. Nhiều người được huy động để thu gom nhưng vẫn chưa hết. Tại làng Quang Độ Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh, khắp các con đường, ngôi nhà trong bán kính khoảng 500 m tính từ hiện trường vụ nổ có nhiều đầu đạn vương vãi, đạn bay vào nhà dân khiến cửa kính vỡ, mái tôn thủng. Nhiều người gom đạn vẫn không xuể cơ quan chức năng đã cử công an cùng người dân đi thu gom các đầu đạn. Đến 12 giờ trưa, số đạn được quy tập về Ủy ban Nhân dân xã Văn Môn đã lên tới 500 kg. Bà Nguyễn Thị Nguyên, 39 tuổi, nhà cách hiện trường khoảng 100 mét, cho biết đạn bay khắp nơi trong xóm. Trong nhà và ngoài vườn từ sáng đến đầu giờ chiều cả nhà bà đã gom được khoảng 20kg, riêng ở ngoài ngõ gom được khoảng 6 bao đạn, ước tính khoảng 300kg, giao lại cho Ủy ban Nhân dân. Bà Nguyên cùng nhiều người dân trong làng đi thu gom đạn nhưng vẫn không xuể, nhiều nơi đạn chất thành đóng. Chiều nay, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã họp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Văn Môn, tuy nhiên các phóng viên không được tham dự cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra ra soát tìm kiếm vật liệu nổ khắp đường làng ngõ xóm quanh vụ nổ tràn ngập đạn người dân thu gom từ sáng đến chiều vẫn chưa hết lực lượng công an được huy động gom đạn có nhà chỉ trong một buổi sáng đã thu gom được hàng chục kg đạn phụ nữ trẻ em cũng được huy động để thu gom đạn đạn phủ kính săn một đền thờ trong làng được công an quét dọn lại dùng chổi quét đạn từ trên mái nhà xuống. Đầu đạn trong sân trường mầm non văn môn cách hiện trường khoảng 100m. Trường mầm non quan độ ở cách xa hiện trường như bị hư hỏng nặng với nhiều mảnh đạn, nhiều ngóc ngách trên mái nhà vẫn còn dày đặt đạn chưa được thu gom. Nhiều người dân chưa dám trở lại nhà thu dọn vì sợ lại phát nổ. Hàng chục bao tải đạn được thu gom chở đi. Bắc Ninh phát hiện thêm một kho hàng lạ nghi là đạn nằm gần vụ nổ. Vẫn còn ít nhất một kho phế liệu tại thôn Quang độ xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh có chứa hàng lạ nghi là đạn nằm gần khu vực vụ nổ làm chín người thương vong. Chiều ngày 3 tháng 1, Đại tá Vũ Xuân Lộc, trưởng công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh cho biết các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp kiểm tra một loạt các cơ sở tái chế phế liệu tại xã Văn Môn để nắm bắt tình hình vì đã phát hiện nhiều kho hàng lạ quanh khu vực xảy ra vụ nổ làm 9 người thương vong, hai người chết trong sáng cùng ngày. Nhiều người dân thôn quan độ xã Văn Môn vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi vụ nổ sáng nay thì họ lại tá hỏa khi bấy lâu nay sống cạnh kho hàng của ông Đặng Đình Tiến cũng trong thôn này nhiều người dân xã Văn Môn lo lắng cho hay có một kho hàng lạ nữa của ông Đặng Đình Tiến đặt tại xóm phố thôn Quang Độ. Kho này được quay kính bằng tôn, bên trong có nhiều thùng màu xanh lá cây có hình dáng giống như hộp đạn. Hàng ngày vẫn thấy xe hàng ra vào khu vực này. Như báo người lao động đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 3 tháng 1, xảy ra một vụ nổ lớn tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, đã vùi lấp 5 ngôi nhà, khiến 7 người bị thương vong và hai người tử vong đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một công nhân tên Hà quê ở Thanh Hóa đang làm việc gương hiện trường vụ nổ thì bị một đầu đạn phát nổ gây thương tích nặng. Hiện nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết nguyên nhân ban đầu vụ nổ là do người dân mua vật liệu nổ về đây để chế xuất phế liệu nên dẫn đến nổ. Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực trương hòa bình về vụ nổ ở xã Văn Môn. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn, phối hợp với Bộ Công an Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra xác minh về nguồn gốc vật liệu gây nổ, có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm tập thể cá nhân vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đáng Mậu Tuất 2018, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 1 năm 2018.